Hôm nay đầy đủ nhân viên lành Ban điều hành tỉnh thất quan âm Đã cung thỉnh được Đại Đức Ân Sư Thượng Giác Hạ Nhàn Giảng pháp vào mỗi buổi tối sau thời công phu Từ 8 giờ đến 9 giờ tối giờ Việt Nam Với tâm nguyện của đại chúng Đã hết lòng cung thỉnh Đại Đức Ân Sư Thượng Giác Hạ Nhàn Đã ban bố những lời pháp nhũ Cho tỉnh thất quan âm nói riêng Và cho toàn thế giới vào trang web vô lượng thọ ai Nói chung với nhân duyên khải thỉnh của đại chúng tỉnh thất quan âm lần này mong rằng pháp duyên này sẽ duy trì mãi thông qua trang web vô lượng thọ usa com và trực tiếp qua skype bằng mp 3 trên toàn thế giới để lợi lạc chúng sanh a di đà phật kính mời quý vị nghe phát lại buổi giảng này nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật à Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu. Giờ đây chúng ta chắp chấp tay trang nghiêm niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bồ sư Thân Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bồn à sư à, thích à, ca Mâu à, ni à, phật à, nam Om ma sơ thân na ca ma ni phật vô thương thầm ma thâm vi di hô ma ba thiên vàng kim nàng tao ngô họ ngã kim kiến văn đăng thọ trì nguyện dài như lai chân thiên nguyện nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật kính bạch chư tôn đức tăng ni kính thưa toàn thể chư vị đồng tu hiện diện có mặt tại pháp hội niệm phật a di đà Quan âm Tịnh thất hiệp an đức trọng lâm đồng việt nam và viện triển tu đức trọng lâm đồng và kính thưa toàn thể chú vị đang online trực tiếp qua trang phép uh, vô lượng thọ USA và cái app vô lượng thọ trực tuyến TV trên toàn cầu. Ừ, hôm nay là ngày 31 tháng 8 năm 2016. À, giáo nhàng đang có mặt tại uh, phòng uh, studio phát âm thanh trực tiếp qua Skype uh, về lại tỉnh thất văn âm. À, hiện diện giác nhạc đang có mặt tại San Jose, miền Bắc Cali, Hoa Kỳ à, Và ngày mai thì à, à, thầy với chú Nhật Minh bay qua Canada, Montreal Để tổ chức pháp hội à, thứ bảy chủ nhật tuần này Và thứ bảy chủ nhật tuần sau thì tổ chức pháp hội tại à, Toronto, Canada và tuần sau nữa đó thì ở tại Michigan bắt đầu từ Canada bay qua bên Mỹ và Michigan xong thì quay qua pháp hội tại Chicago của gia đình của viên anh phát tâm và Chicago xong thì bay qua bên North Carolina À, có một à, vị thượng tọa có mời à, North Carolina xong thì à, đến à, Atlanta là coi như gần như là đi một tháng hơn một tháng mười mấy ngày à, ngày mai bắt đầu à, lên đường liên tục à, đi trên cái à, tiến trình liên tục mỗi tuần mỗi tuần đều có hết thì những cái tuần lễ mà giảng à, ở ngoài pháp hội tổ chức khóa tu thì cái giờ bên đó à, À, có thể là không có giảng được là do um, thứ bảy uh, chủ nhật cái giờ bên đó um, nó khác à, bên đó uh, 9 giờ sáng thì bên Việt Nam là 8 giờ tối thì 9 giờ sáng đã ra pháp hội rồi cho nên những cái thứ bảy chủ nhật uh, vào những cái tháng uh, 10 đó uh, vào tháng 9 và tháng 10 thì pháp hội nó liên tục còn những ngày thường vẫn giảng ở đây sẽ uh, đưa cái lịch À, lên trên trang web vô lượng thọ .vn để quý vị biết cái thời gian giấc nhàn giảng à, vào mỗi buổi sáng và chiều ngày hôm nay bên Hoa Kỳ à, tức là sáng ngày mai á à, 8 giờ đến à, 10 giờ sáng giấc nhàn cái giảng qua vệ tinh tức là thấy hình ảnh à, và Tối ngày mai của quý vị bên Việt Nam là không có giảng Vì tối ngày mai thì giác nhàng bay qua bên Montreal, Canada Vì vậy báo cái giờ để cho quý vị biết Thưa quý vị, hôm nay dân nhàng muốn kết thúc cái à, à, lục hòa cộng trụ À, còn hai phần đó là giới hòa đồng tu và lợi hòa đồng quân à, hai cái này thì à, tương đối cũng khá quan trọng nhưng mà nó không có bằng à, à, kiến hòa đạo kiến à, à, không có bằng à, à, ý hòa đồng diệt và kiến hòa đồng giải vì à, mình tu là tập trung nơi cái tâm của mình à, vì vậy à, cái giới hội đồng tu và lợi hội đồng quân thì sẽ gom vô giảng trong một tiếng đồng hồ. Sau đó rồi khi sắp xếp lại cái thời gian qua Canada đó, buổi sáng sẽ tiếp tục sắp xếp cái buổi nói chuyện kế tiếp. Thưa quý vị, khi Đức Phật thích Ca Mâu ni còn tại thế thì đầu tiên ngài không có đưa ra cái giới luật gì cả mà ngài chỉ nói à, cái chánh pháp mà cái chánh pháp đầu tiên mà Đức Phật thích Ca Mâu Ni nói ra đó à, cho năm ông anh em ông kiều trần như đó là tứ diệu đế à, nói tại vườn lộc Dạ uyển mà cái vườn này bên ấn độ vẫn còn mà người ta hay gọi là vườn nai vì vườn nai là ở trong này nó có rất nhiều con nai giờ đây à, người ta vẫn giữ lại cái di tích lịch sử của cái vườn lộc Dạ uyển này đó là có nuôi một số những con nai ở bên ấn độ đó thì khi đức phật đến thì đức phật nói à, cứ nhiên nguyên nhân của à, khổ đế và cái à, à, nguyên nhân của khổ đế sinh ra từ cái tập đế và cái diệt đế là cái quả và cái đạo đế là cái con đường con đường muốn dứt khổ thầy phải tu trên bát chánh đạo À, bố à, chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tinh tấn chánh niệm chánh định và như vậy hôm nay mình biết rằng Đức Phật nói cái giáo lý tứ diệu đế cho các hàng thanh văn để chứng quả làm à, tứ đầu hoàng tư đà hàm và a la hán thôi và tứ quả thanh văn này các vị khi còn Phật tại thế đó Thì những vị chứng quả thanh văn này đó Bước lên một hàng nữa là hàng à, duyên giác Tức là Đức Phật nhập diệt rồi tu 12 nhân duyên Thì chứng quả duyên giác hay còn gọi là độc giác Phật Độc giác Phật nghĩa là không có Phật à, hiện đời nhưng các vị đó quán 12 nhân duyên vô minh hành thức danh sách lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử Thì chứng đắc được độc giác Phật Và bước lên cái đẳng cấp cao hơn độc giác Phật là duyên giác thì đi vào cái hàng Bồ Tát Hàng Bồ Tát thì tu cái gì? Tu lục độ, bố thí trì giới nhẫn nhục, tinh tấn thiền định và trí huệ và các hàng Bồ Tát thì bước sang từng cái địa vị giống như thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa rồi bước lên đẳng giác và diệu giác thì lên quả vị Phật. Thì cái lộ trình từ tu tứ diệu đế đó mà cho đến đạt đến cảnh giới của Phật đó, thì nó trải qua phải ba đại tăng kỳ kiếp bắt đầu bước vào sơ quả là tư đời hoàng thì cái con đường này Đức Phật hướng dẫn cho một số những vị à, có những cái căn lành sâu dày gọi là thượng căn thượng trí để họ mới tu theo thứ lớp mà không có bị thối chuyển còn mình từ địa vị phàm phu mà lên cõi trời là một cái chuyện khó khăn rồi vì sao người đó tu hành họ được lên cõi trời họ chỉ ác tức là không sát sanh trộm cắp tà dâm của thân rồi còn ý của họ là không tham sân si miệng của họ không nói láo khê khoan đâm thọc rủa chửi thì à, 10 điều này không làm gọi là chỉ ác mà phát triển 10 điều này làm cho đạt được tiêu chuẩn 10 điểm gọi là tác thiện và trong 10 điều này đã làm được 10 điểm đã đạt được tiêu chuẩn cao rồi nhưng họ phải à, giữ à, tứ vô lượng tâm nữa và họ đạt được là từ bi hỷ xã bốn điều này nữa hôm trước hòa thượng nói cái người muốn à, sanh thiên thì họ phải à, tác thiền là làm 10 điều thiện à, cộng lại nữa đó là họ À, phát triển được Cái à, tứ vô lượng tâm Là từ bi hỷ xã Đây là những cái từ khóa Mà các à, thầy các chú Chịu khó phải học thực lòng Biết tứ vô lượng tâm là gì Là từ bi hỷ xã Nó kèm theo nữa đó là vô ngã lợi tha Rồi à, à, Tứ diệu đế Là khổ tập diệt đạo 12 nhân duyên Lục độ vạn hạnh Những cái pháp số này đó rất là cần thiết khi mình giảng đến chỗ nào mình không có thể giảng được nữa thì mình phân tích những cái pháp số này ra là nó có thời gian của mình lắm để mình giảng mình không có bị bí lối à, cái quỹ để cho giảng sư để mà thuyết pháp không bị bí lối thì người này học giỏi về những cái từ khóa này hay gọi là những cái pháp số à, những cái pháp số này phải học thuộc lòng đó là nguyên tắc của người giảng sư vì không có học thuộc lòng thì mình không có thể dẫn chứng những cái từ khóa này đó, mình không có thể lý luận để mà mình giảng suốt cả buổi nói chuyện chỉ kể những cái mẫu chuyện thôi. Thì cả những mẫu chuyện cũng là hay nhưng mà lâu ngày nó thành một cái thói quen là buổi giảng pháp là buổi kể chuyện. Và hồi hôm qua thì nghe chú nhận ngữ kể những cái mẫu chuyện thì ngồi nghe rất là cảm động đang dừng cái phim vô Lan mà nghe chú nói thì ngưng cái phim vô Lan lại để nghe chú kể chuyện thì uh, kể những cái mẫu chuyện nó rất là phù hợp, đặc sắc nhưng mà mình làm sao cái cốt truyện đó uh, nó cô động xúc tích và mình có một số những cái suy nghĩ để mình phân tích cái cốt truyện đó và mình nhận định cái cốt truyện đó thì nó mới hay còn cái buổi giảng mình chỉ kể hết mẫu chuyện này đến mẫu chuyện nọ đó Mà mẫu chuyện nó không có đáng lư thưa thì mình làm cho nó dài lư thưa ra Thì hôm qua những mẫu chuyện xúc tích tương đối nghe cũng cảm xúc à, Tuy nhiên nó thêm một chút xíu mình phân tích trong cái cốt chuyện đó Đi vào trong cái đời sống hiện tại bản thân mình cũng như cuộc sống đương tại đó Làm cho cái mẫu chuyện nó sinh động Bây giờ cái mẫu chuyện đó nó thuộc thời quá khứ của người khác rồi rồi làm sao mình áp dụng cái mẫu chuyện đó, mình áp dụng được cái mẫu chuyện đó đi vào trong cái đời sống hiện tại thì nó mới à, à, lợi ích, gọi là pháp sống. Còn nếu mẫu chuyện đó mình kể cho người ta nghe thôi à, thì mẫu chuyện đó nó đã qua rồi là của người khác, là, là cái mẫu chuyện nó đã chết rồi. Nó đã trôi qua thành quá khứ rồi. Bây giờ mình biến cái mẫu chuyện đó, những cái điều chứng minh bên ngoài nó đi vào trong thực tế và trong cái buổi mình nói chuyện nó sinh động, nó sống lại Cho nó không thành một mẫu chuyện của người khác nữa Mà mình đang kể và mình nói nó đang trong hiện tại Cũng như hồi nãy giờ nói đến cái cấp bậc của Thanh Văn Duyên Giác và Bồ Tát Là thầy muốn ám chỉ đến là đó những bậc căn cơ cao Đối chiếu lại mình thì mình không có áp dụng được Cái lối thuyết giảng để mà đi vào lòng người Mình biến những cái giáo lý của Đạo Phật đối chiếu lại cuộc sống đương tại và đi vào trong cuộc sống đương tại mà mình đang nói để cho người ta một là đối chiếu cái đó mình không thể làm được còn hai là đối chiếu cái đó để mình làm được đó là cái lối nói chuyện mà mình biến những cái giờ lời giáo lý của Đức Phật mà đã ở đây cách đây hơn 2.500 năm nó kéo về trong hiện tại mà mình cảm giác thấy nó vẫn còn sống động trong từng con người nếu hôm nay mình bước theo cái lộ trình để chứng đắc A-la-hán thì chắc chắn mình làm không được. Vì vậy Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi. Mình chỉ làm cái quả duyên giác, à, độc giác Phật. Tức là à, bước lên cái không phải hàng thanh văn nữa mà là hàng duyên giác. Rồi mình bước lên hàng duyên giác để mình quán 12 nhân duyên để mình chứng vào cái quả vị độc giác Phật thì mình cũng không thể làm được. Và mình chứng độc giác Phật rồi mình phải bước qua cái hàng địa vị của Bồ Tát nữa thì đây là một cái việc làm nó khó hầu như các vị bồ tát là họ thành phật ở các cõi khác hoặc họ thành tựu được cái quả vị bồ tát họ hóa thân thành cư sĩ nam cư sĩ nữ cũng như bồ tát Quan âm hiện vào cõi này biến thành hóa thân thành cư sĩ à, nữ và địa tạng bồ tát thì ngài biến hóa thân thành một vị tỳ kheo na tăng rồi văn thù cũng vậy vân vân thì những vị này đã thành tựu quả vị Bồ Tát đã đi vào cuộc đời này khi có một vị Phật nào thành Phật thì các vị đó hộ pháp. Thì như vậy mình thấy rằng cái đẳng cấp đó mình không thể theo được, may thay Đức Phật để lại cho mình một cái con đường đi rút ngắn thời gian vượt ngoài không gian đó là ra khỏi dục giới sắc giới và vô phát sắc giới đó là cái chiều vượt ra khỏi không gian vượt ra khỏi thời gian là mình không mất thời gian ba đại ở tăng kỳ kiếp đây là một pháp môn tu mà mười phương chữ phật phải tướng lưỡi rộng dài và thiết thành thật ngôn khi mình giảng thì mình phải dẫn chứng được cái gì dễ và cái gì khó và không được phép mình chê bai cái À, khó mà mình tăng bốc cái dễ bởi vì cái khó đó là pháp môn cũng có được phật dạy và mình không có nắm chắc cái pha cái đó là bộ kinh đại thừa địa tạng kinh pháp hoa kinh lăng nghiêm là phi phật thiết bởi vì mình nghe người ta nói mà mình nói lại là tổn phước chết vì cái đó là mình à, tự thân để hủy bán cái giáo lý của đức phật không nên mình biết cái gì mình nói cái đó thôi thì khi Đức Phật thành Phật thì ngài trở lại cái vườn Lộc Giả ngài độ cho nên em muốn Kiều Trần Như và Năm Ông Kiều Trần Như liền chứng đắc quả vị A La Hán. Đó cũng là một cái nhân duyên tiền kiếp khi Đức Phật phát cái nguyện lúc mà ngài thành Phật thì ngài phải độ cho những vị này. Thì khi chứng quả A La Hán rồi đó thì Đức Phật bắt đầu mới chế ra cái giới luật khi có một người phạm thì Phật chế ra một cái giới. À thì cũng như là một số các vị chưa chứng đắc A la hán phạm giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu, ví dụ vậy thì Phật y cứ ra và Phật kêu cái người đã phạm ra rồi Phật bắt đầu mới chỉ và đưa ra thiết lập cái nền tảng của giới luật. Chứ Phật không có tự động đưa ra cái giới luật khi người đó không phạm và bên ni thì họ phạm nhiều hơn do nghiệp chướng họ nặng cho nên đến, đến 348 giới. Còn tỳ kheo tăng thì chỉ có 250 giới thôi. Còn sa di thì 10 giới sa di, bắt đầu xuất gia là bắt đầu hành 10 giới sa di rồi. Cho nên các vị sa di phải học thêm 10 giới sa di ngoài cái giới căn bản năm giới của cư sĩ rồi thì thêm năm giới nữa. Là không có à, nằm giường cao, chiếu rộng, lớn, xinh đẹp, sợ Phật sợ mình đấm nhiễm á. Rồi không có à, trang điểm phấn son, quần áo lại lụa tươi tốt. Rồi à, thứ tám là không đeo à, 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 vàng dòng. Rồi... À, À thứ 9 à, là không ăn phi thời và thứ 10 đó là không có giữ tiền. Thì à, Phật chế ra 10 cái giới định luật này đó. Quy chế này để cho các hàng bắt đầu bước vào xuất gia đó. Thì như vậy hôm nay mình biết rằng cái giới luật của Phật khi Đức Phật còn tại thế đó thì à, ngài chế ra cái giới luật này bởi vì tâm của họ thanh tịnh rồi đó khi tâm của họ được thanh tịnh rồi đó thì um, họ chỉ cần giữ giới là họ chứng đắc a-la-hán rồi. Vì uh, những người mà khi gặp Đức Phật thì tâm của họ uh, an định, hài hòa và không còn một cái uh, phân biệt chấp trước nhiều. Cho nên khi họ chứng đắc vào quả vị a-la-hán, họ chỉ cần giữ những cái giới luật, họ không phạm giới luật. Thì họ không có giữ vào giới luật Người nào phạm thì Phật mới chế ra cái giới Như vậy hôm nay mình thấy Cái giới luật của nhà Phật là một điều cấm Thì khi mình giữ như vậy đó Thì Đức Phật quy định một ngàn năm đầu Thì ai tu giới luật là được thành tựu Mà trong cái giới luật đó Phật có khai giá trì phạm Và danh chủng tánh tướng nữa Nếu mà đi sâu vào cái giới luật giảng Thì nó rất là rộng, mênh mông mà mình pháp môn Tịnh độ thì mình đi sâu vào cái pháp tu. Cho nên cái người mà tu Tịnh độ họ giữ giới luật và họ niệm Phật thì họ rất dễ thành công. À, những người bạn đồng tu với Hòa thượng đó thì có một người tu thiền rất là nghiêm mặt và một người giữ giới luật rất là nghiêm mặt. Tuy nhiên thỏa mãn hết thì hai người này vẫn ra đi. Nhưng Hòa Thượng niệm Phật thì Hòa Thượng vượt qua cái yếu thọ là 45 tuổi. Vì vậy Hòa Thượng vẫn chú tâm đến cái việc giảng kinh hơn là dạy để giới luật. Tuy nhiên Ngài vẫn đề xướng là à, niệm Phật trì giới. Như vậy hôm nay mình thấy à, có một số những cái à, quy chế mà ngoài cái điều mà giới luật mà có một số những người hành được mà những người hành không được hành được tức là người ta làm chủ cũng như Đức Phật Ngài thấy cái đám thợ săn đó dí bắn một con thú Nó chạy đường phía bên tay trái Ngài nói nó chạy phía bên tay phải Điều đó Ngài nói láo nhưng mà không có di hại đến ai Nhưng nếu mình bắt trước Phật thì mình nói láo một thời gian Thì nó sẽ thành cái thói quen Vì vậy Phật đưa ra những cái quy chế và giới luật nó là một cái à, giống như là một cái bóng đèn để nó ngăn che những cái ngọn gió khi à, cái bóng đèn này không có thì những ngọn gió nó làm cho cái bóng đèn này nó sẽ lung lay khi cái bóng đèn nó lung lay thì nó không có sáng được và nó không có đứng yên một chỗ như vậy khi cái bóng đèn mà nó đứng yên một chỗ thì ánh sáng mới phát ra. Đứng yên đã tượng trưng cho định và nó phát sanh ra tượng trưng cho trí huệ. Thì có những người họ tu từ giới định tuệ và những người tu thiền là tu tuệ định giới. Tu giới định tuệ là hàng ngày họ khép mình vào trong cái giới luật. Cũng giống như là hai vị đó, một vị chuyên sâu vào cái giới luật mà giới luật về cái tướng hơn cái tánh một gì tu sâu về cái giới luật cái tánh hơn là cái tướng thì thường mà giới mà đi sâu vào tánh thì đỡ những cái giới đó là có hàng đại thừa còn giới mà đi sâu vào cái tướng thì hàng à, tiểu thừa mà không có tiểu thừa thì không thể nào bước lên đại thừa được thì như vậy hôm nay à, thầy muốn nói lên cái giới của các hàng à, tiểu thừa và đại thừa nó qua một cái mẫu chuyện như vậy thì à, có hai huynh đệ đi ngang qua một cái à, suối thì có một cô gái à, đứng đó chần chừ không dám đi qua buồn bã và đi công việc sẽ trễ giờ nữa đợi nước cạn thì trễ giờ à, hai huynh đệ người xuất gia đi ngang qua cái suối đó và cái suối đó người nam thì qua được vì chân cẳng cứng và có thể mình không bị nước trôi cô gái này thì ngại quá không dám qua thì người anh là người sư huynh nói sư đệ cổng cô gái qua đi sư đệ nó không trong giới luật nhà Phật khi muốn nắm tay một cô gái là phải quấn cái khăn này vào là nó quấn cái y này vào và có các vị tăng để chứng minh yết ma rồi mới được chứ còn tôi thì tôi không dám làm sư huynh cứ làm thì làm đi thì uh, sư huynh là vị thầy này mới cõng cô gái đi qua bên cái bờ bên kia và thả xuống xong đi về Thì trên đường đi sư đệ cứ lầm bầm lầm bầm rất là khó chịu lầm bầm khó chịu là vì sao mà sư huynh lại cõng cái cô gái đi qua bờ bên kia đụng đến thân người nữ là phạm giới rồi sao mà sư huynh lại làm như vậy thì uh, sư đệ khó chịu nhưng mà không dám nói vì sư huynh cũng uh, lớn hơn mình và hướng dẫn mình vô tu cho nên không dám đụng đến xong về tới nhà cái rồi cái cái vị sư huynh này cũng có công phu khá cao đọc được cái tư tưởng của sư đệ hỏi sao có gì không trình bày ra đi mình có gì thì uh, kiến hòa đồng giải ý hòa đồng diệt gì đó thì hai người ngồi nói chuyện với nhau cái là sư Đệ để trong tâm lâu rồi. Từ cái lúc mà đi về cũng mất thời gian khá dài đoạn đường đi thì sư Đệ mới nói là sư Đệ không bằng lòng với sư huynh đâu. Mấy hôm nay sư Đệ khó chịu trong người lắm nè. Từ khi đi về rất là khó chịu vì sư huynh lại cõng cô gái từ bên bờ suối này qua bên bờ suối bên kia. sư huynh phạm luật rồi. Cái luật mà cổng cô gái đó là sư huynh bị phạm luật. Thì uh, sư huynh mới nói, Ồ, oh, vậy hả? Sư huynh nó bỏ cô gái từ nơi cái bờ suối bên đó rồi, đến bữa nay rồi mà sư đệ còn để trong tâm. Nếu mà uh, sư uh, huynh mà cảm giác thấy không an toàn, thì sư huynh không có làm đâu. Mà sư huynh cảm giác thấy nó an toàn, trong tâm yên ổn, cứu người. Cứu người, còn cái giới luật của nhà Phật, thì như vậy mình vẫn giữ Nhưng mà đừng có để trong lòng Thì hai vị này Một vị giữ giới về tướng Một vị giữ giới về tánh Cái người mà giữ giới về tánh đó Người ta phải có một pháp môn tu Và người ta an trụ vào pháp môn Thì tất cả những cái ý niệm Nó không có bị vẫn đục Và không có bị vẫn đục như vậy Thì người ta đã đắc được cái giới thanh tịnh trong tâm cho nên giới mục đích để cho cái tâm mình nó thanh tịnh nó tạo ra cái uh, sức định nhưng mà nếu mà mình hành những cái hành mà cứu người giúp đời nhưng mà mình nắm đủ khả năng an trụ cái tâm mình vào trong cái pháp gọi là tâm pháp nó nhất như nó thanh tịnh thì cách này gọi là khai giới hoặc gọi là khai giá trị phạm nó nằm ở chỗ này nhưng mà nếu mà mình không đủ khả năng thì chớ mà cổng mà cổng đi xong rồi về mình vẫn uh, nhớ sư đệ giữ giới về tướng không có cổng mà lại bị phạm cho nên giới nó nằm trong cái tánh giới và vì vậy mình hôm nay tu cái pháp môn tịnh độ là mình vừa à, tướng mà vừa tánh nhưng chú trọng vào nơi tánh giới là an trụ cái uh, tâm mình vào trong câu Phật hiệu để tâm mình định khi tâm mình định thì nó là giữ giới thay vì mình giữ giới để tâm mình định mà giữ giới để tâm mình định mà mình nghĩ tập trung vô mình giữ giới không thì nó sanh ra cái sức định mà cạn hơn và nó không có một cái pháp tu để mà à, nhanh chóng để dứt đi cái việc sanh tử vì cái giới nó chỉ giúp cho mình được gọi là chỉ ác thôi tức là nó không cho mình làm những việc sai trái thí dụ như là không sát sanh cấm không trộm cắp cấm không tài dâm cấm tức là cái giới năm giới đầu thì hay là bao nhiêu giới của nhà phật đó là giúp cho mình chỉ ác mà nếu chỉ ác không là chỉ ác tức là ngưng lại cái ác mà từ bây giờ để tương lai không làm nhưng mà những cái ác của quá khứ sát sanh trộm cắp tà dâm nói láo uống rượu tạo những nghiệp xấu nó còn nằm ở trong đó quý vị thấu hiểu chỗ này không ạ nếu nó còn nằm trong đó thì cái biện pháp của mình giải quyết như thế nào họ tu vào thiền định thì một ngàn năm sau là họ tu vào thiền định nếu họ giữ giới mà không tu thiền định Họ không thành tựu được Cái tâm họ bắt đầu nó xa Phật Một ngàn năm Thì họ phải tu thiền định Là họ dùng những cái phương pháp quán Công án vân vân Để họ giữ cái tâm họ cho thanh tịnh hơn Dầu cho giữ cái tâm thanh tịnh như vậy Nhưng mà Họ vẫn không có triệt tiêu được Cái phiền não Bởi vì cái lớp dày phiền não Bắt đầu nó giấy khởi mạnh hơn Họ khó chứng đắc A-la-hán Họ phải tu thêm cái thiền định. Và tu thiền định đó để mà họ cũng mục đích um, tạo cho mình một cái uh, sức định để nó sanh ra cái trí huệ. Khi có trí huệ thì tất cả những cái phiền não và vọng động phân biệt chấp trước họ dùng cái uh, sức định đó và cái trí huệ đó để họ không cho nó giấy khởi. Dầu cho họ chứng đắc được gọi là đốn ngộ triệt ngộ tuy rằng bằng phật nhưng nhiều đời tập khí của họ sau họ phải tiếp tục tiệm tu tiệm tu thì khi cái quả nào đến họ phải chấp nhận họ trả cũng như là một kiền liên chứng đắc a la hán rồi nhưng mà cũng phải trả cái quả là do đời trước của ngài một kiền liên đã kết gây oán thù với một cái nhóm ngoại đạo thì khi mà đi ngang qua cái nhóm ngoại đạo đó đó thì ngài một Kiền Liên và ngài Xá Lợi Phất đi thì đi ngang qua đó ngài Xá Lợi Phất nói chuyện với họ khi họ kiếm chuyện, họ hỏi, họ hành hung gì đó thì ngài Xá Lợi Phất nói chuyện xong thì họ cho qua. Nhưng riêng ngài một Kiền Liên không biết sao họ kiếm chuyện, họ đánh ngài một Kiền Liên chết luôn. Ngài một Kiền Liên là tịch trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của mình và khi đánh ngài thì cái nghiệp báo nó đến thì ngài không có dùng thần thông để ngài có thể đi được vì cái quả báo thọ mạng đến đó phải trả và theo như cái khả năng thần thông của ngài một kiền liên có thể dẫn thần thông gom hết bao nhiêu gọi đạo đó bỏ vào trong mình bác mình một cách rất là dễ dàng tuy nhiên ngài nghĩ rằng nếu mà không trả cái quả đời này và lúc này thì không có về sau nó càng à, nặng hơn và mình không có cái à, à, thời gian mình phải kéo dài hơn như vậy đó thì bây giờ thôi trước sau gì cũng trả thôi bây giờ mình trả tuy rằng chứng đất a la hán rồi mà cũng phải trả cái quả đó thì à, cái quả mà đời trước dây oán thù với người khác bây giờ mình phải trả dầu cho chứng a la hán cũng phải trả Tuy nhiên những vị chánh a la hán trả khác với mình là thân thân ngài trả mà tâm ngài như như bất động, không có oán phiền, không có đau khổ. Còn kẻ phàm phu trả quả thì thân đau khổ mà tâm bất an. Thân đau mà tâm cũng khổ luôn. Còn các vị a la hán ngài đã vào đại định rồi. Cho nên thân ngài đau đớn mà tâm ngài không khổ đó là cái điều mà chúng ta khác với các vị a la hán chỗ này. Chúng ta thì thân khổ và tâm cũng khổ luôn. Thân đau đớn mà tâm cũng khổ luôn. Còn các vị a la hán tâm ngài đi vào định rồi. Ngài quán chiếu thấy được đó là những cái nghiệp báo oan gia trái chủ đó. Thì bây giờ ngài hoan hỷ đồng lòng để trả. Thì Ngài Nan hỏi Đức Phật khi một người mà người ta chứng đắc A La Hán rồi đó người ta bị cửu quỳnh tử tức là người ta bị người khác đánh đập giết họ chết vì đạn vì nước vì lửa vì tự giận vân vân thì những người này có được siêu thoát không? Thì Đức Phật nói khi mà chứng đắc A-la-hán là người ta làm chủ được dòng lực, nghiệp lực người ta rồi. Thì dầu cho cái cây nó nghiêng về À, cái hướng đông rồi đó mà gió nó có à, gió nó cứ tạt đi chiều nào đi nữa thì cái cây đó cũng phải ngã về hướng đông bởi giờ nó đã nghiêng về hướng đông rồi có nghĩa là tâm họ đã chứng đắc vào cái dòng thánh rồi thì dầu cho có bị cửu quỳnh tử chết bất đắc kỳ tử xe tông vân vân thì họ vẫn à, à, có thể à, được à, tự tại Họ muốn à, giải thoát về cái cảnh giới nào Đó là do cái nguyện lực của họ Cho không có bị nghiệp lực lôi cuốn Và như là những người hành giả của chúng ta Có hành trì theo như các vị chứng đắc A-la-hán Để không rơi vào cửu quỳnh tử được không? Những người niệm Phật thực sự chân thật mà niệm Phật Thì không chết cửu quỳnh tử Không chết theo cái kiểu cửu quỳnh tử có cái các vị khi phát Bồ Đề Tâm lên niệm Phật thì Hòa Thượng Tịnh Không nói là có 25 vị Bồ Tát ẩn mình để ủng hộ gia trì cho người đó. Họ không có chết theo cửu quỳnh tử. Mà người chết theo cửu quỳnh tử thì người này không có niệm Phật. Chứ không phải người niệm Phật mà chết theo cửu quỳnh tử người ta vẫn được siêu thoát. Mà có những người chết cửu quỳnh tử nhưng mà họ không có bị đọa vào ba đường ác thì cái điều này có không đọa vào đai đường ác tức là khi họ chết thì cứ quỳnh tử xe rồi chết đạn chết tự giận vân vân mà lúc đó họ có may thay gặp bậc bậc thiền hữu tri thức và người đó niệm phật cho họ và an trụ cái tâm vào câu phật hiệu họ không còn sợ hãi buồn bực tức tối nữa đó thì cái tâm thức họ nó sẽ thay đổi cảnh giới thay đổi cảnh giới tức là thay vì họ bực tức họ chết một cách oan uổng như vậy họ phải đi xuống địa ngục họ làm là quỷ đói họ tham lam nhớ của cải quyến liến thân thời bằng thuyến thuộc mà trong cái lúc đó họ được cái người thiền hữu tri thức và một cái nhân duyên một cái dịp nào đó họ lên tỉnh thất quan âm hoặc giả quý thầy quý chú đi tu xong rồi mình hết duyên tu mình về đời thì mình có cái duyên mình niệm phật bao nhiêu năm nay đó thì cái lúc mà mình ra đi là tự nhiên gặp được thiền hữu tri thức cái tâm mình nó chiêu cảm lại cái phước mình sẵn có rồi cái quả mình nó hiện ra thì mình gặp cái người đó khai thị cho mình, mình an trụ vào câu Phật hiệu được thì tâm của mình nó buông xuống cái tham sân si để đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì ấn tỏ nói con người này vẫn được à, sanh về cái cõi lành, cõi người đầy đủ lục căng chứ không đọa vào ba đường ác. Vì vậy giàu cho người đó không có tu một chút gì đi mà mình à, niệm Phật cho họ cái lúc họ chết giàu cho cửu huỳnh tử đi nữa đó thì họ vẫn không đọa vào ba đơn ác cái đó là một cái dịp may mà dẫu cho con người đó họ bình thời họ hung ác như thế nào mà cái lúc họ ra đi đó mà họ nghe được cái câu Phật hiệu đó là một cái thiền căn phước đức nhân duyên của họ nhiều đời lắm chứ không thì on gia trái chủ gia đình họ sẽ cản không cho cái người đến niệm Phật đâu bởi vì họ thấy rằng người thân của họ tuy rằng gần chết nằm đó mà họ sợ mình niệm phật cho người thân họ chết có một cái cô đó đó có ở bên san jose cô thấy má của cổ nằm đó mà lúc trước cô chưa có nghe đĩa của thầy đó và chưa coi cái phòng hộ niệm của mình thì cổ à, à, không suy nghĩ gì hết vì anh em có tiền giàu có của cải đó cho bà cụ nằm bệnh viện ở sài gòn đó thì cứ nằm đó 3 năm và con cái vô nó nhìn thấy như đóng thịt như vậy đó thì con cái cũng vui bởi vì bà chưa có tắt thở và mang cái xác này đi thiêu hoặc chôn và gia đình cũng giàu một tháng chi phí rất nhiều tiền thuốc men để duy trì cái mạng sống của bà khi mà có nghe được đĩa xong của về có nói anh em gia đình mà anh em gia đình không đồng ý và trong đó cũng có một người à, con của bà cụ đó là chị hai em gì của cô Hồng này đó Là cũng biết hộ niệm nhưng mà không có lý giải được Chỉ có hai người cũng không có thể nào chuyển hóa cả gia đình Thì cả gia đình đó là họ không có hiểu đạo à, Thật ra thương đó mà là hại Thương là hại nghĩa rằng là thương về cái việc của thế gian thôi Nhưng mà hại cái tâm của bà đang đau khổ cứ nhắm mắt nằm một đống thịt cô chấp cô chụp hình cô gửi qua thầy nhìn thấy cảm giác thấy rất là thương tâm nếu mà chúng ta rớt vào cái tình cảnh này thì chúng ta không biết chúng ta rồi sẽ đi đâu rất là khổ mà may thay không biết sao á nhờ cổ lên tình thất văn âm phóng sanh của làm phước rồi cổ cúng dường những cái hộp cơm cho pháp hội vân vân của làm dữ lắm và cổ thích nghe đĩa và khi bắt đầu cổ nghe cổ nhập tâm được rồi đó thì những cái buồn phiền lo lắng cái cuộc sống của cổ đó nó rơi rụng từ từ cho nên cổ nghe suốt đêm thường những cái buổi giảng của giác nhàn mà khi đi vào tâm những cái tâm trạng của những người khổ đau đó, họ buồn phiền mà thường ở ngoài cuộc sống là họ bị à, buồn phiền khổ đau dính mắt nó làm cho họ không còn con đường nào thoát hết Họ về chỉ có trường hợp họ ngủ nó mới yên Mà ngủ họ vẫn gặp ác mộng Họ thức dậy buổi sáng là họ nhớ cái chuyện đó Và họ rất là đau khổ Họ muốn thoát ra mà không có biết đường thoát ra Niệm Phật thì họ niệm không có được Có Phật hiệu không phải dễ niệm nha Hôm qua có nói với thầy với chú vậy Chứ mà xong rồi thôi Có nhiều người ráng ráng dữ lắm Mà một hai bữa cũng buông à Bởi vì cái dòng tâm thức của mình Mà không tập nó thành thói quen Mình không có niệm được đâu khi nó thành thói quen rồi là nhẹ nhàng lắm đề khởi cái là nó chạy ro, ro 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 cũng như hồi xưa mình uh, lái xe đó mình tập lái xe thì khi mà chưa biết lái xe mình uh, bước lên cái xe cái đạp bên này nó ngã bên kia đạp bên kia nó ngã bên nọ tức là mình không có thân bằng cái thân mình nó không có thân bằng cho nên mình cầm cái tay lái xe đạp xe honda nó ngã qua ngã lại bây giờ cái thân của mình nó chưa có đứng vững được trên cái chiếc xe tập một thời gian là đứng vững cũng như người biết tập bơi ra sông ra biển nằm xuống chìm liễm còn mấy người biết người ta thảy nhẹ cái bắt đầu người ta nằm ngửa nằm nghiêng đủ kiểu người ta bơi được hết thì như vậy mình chưa thành thói quen vẫn vậy trong cái dòng tư tưởng của mình nó chưa có thành thói quen giữ câu phật hiệu thì bây giờ mình phải kiên trì tập lắm mà thường nó có những cái ngoại động về khổ đau Nó chạm vào cái tâm của mình Mình muốn vượt ra khỏi cái khổ đau đó Thì mình phải bám vào câu Phật hiệu Thì lúc đó nó mới thành thói quen Cũng như bà cụ Minh Hương mà bám vào câu Phật hiệu để vượt ra khỏi những cái nỗi khổ con dâu Cái cuộc sống đương tại đó Thì bà mới bám được Và cái khổ nó đeo đẳng dài đó Thì bám được Còn quý vị khi nghe thầy mà khai thị đó Quý vị quyết tâm quyết tâm nhưng mà chưa có cái gì nó nó cái ngoại động nó tác động vào đó thì cái thói quen của mình nó suy nghĩ vào cái cuộc sống gọi rằng là phân biệt chấp trước hơn thua cái dòng tư tưởng đó nó sẽ phá cái câu niệm phật đi chứ không dễ gì niệm đâu như vậy mình thấy khi mà mình rớt vào cái tình cảnh giống như bà cụ đó thì nằm như vậy thì nhờ cái phước của gia đình thôi mà cái phước của gia đình nó làm nó cũng không có được trọn vẹn giống như mình làm ví dụ người ta làm thì người ta hồi hướng mình chỉ cảm nhận qua được một phần nào đó tuy rằng phật nói còn sống thì được bảy phần nhưng mà bản thân người đó còn sống họ làm thì được bảy phần chứ theo như giác nhàn nghĩ rằng là khi cái người đó người ta làm mà cái người mẹ nằm đã không biết gì hết họ hồi hướng thì nó cũng không được bảy phần đâu ha Bởi vì họ không có thấy cái việc đó và bản thân họ làm họ ở đó họ không có biết được cái điều đó thì nó rất là lâu mà có làm nhiều lắm cho nên bà cụ phải ra đi nếu mà gia đình mà tu tập giống như cô lan mà khi người mẹ nằm ở nhà rồi rằng là bị à, tinh thần nó không có còn làm chủ được đó thì cái này cũng khó độ vô cùng mà cũng mang lên tình thất của lạy suốt không có cúng dường bố thí gì nhiều mà lạy suốt nhờ công đức lạy phật mà chuyển cho bà cụ này ra đi thay vì nằm nếu mà nằm cũng rất là lâu vì vậy chúng ta thấy rằng là một người khi mà họ nằm đó đó, mà trong kinh nói cầu sống không được, cầu chết không xong, thì mình đem cái phước của mình sẵn có, mình chia cho họ. Đây là một cái thẩm sâu của lợi hòa đồng quân. Mình đem cho họ một món ăn khi họ đói khát, cũng là lợi hòa đồng quân. Mình... À lấy y lấy áo, lấy thuốc, lấy men tất cả mọi thứ mình chia cho họ. Sang sẽ bớt, bữa nay mình có cơm ăn áo mặc thì bây giờ mình chia cơm sẻ áo. Chia cơm sẻ áo một cách công bằng. Khi con cái của mình ở nhà đó thì mình chia của cho nó thì mình chia công bằng. Còn cái tình thương ai có nhân duyên với mình thì mình thương nhiều hay thương ít với chuyện của mình. Nhưng riêng đối với tình thất quan âm thì bây giờ đó Đúng là lợi hòa đồng quân Tiền bạc là chung sống với nhau Bỏ một cái thùng phước xương Và thầy là người để điều khiển Sắp xếp cho nó hợp lý Còn mấy chú cũng giữ cho thầy không có giữ Và quần áo Dép guốc vân vân Tất cả mọi thứ Cả một cái đại gia đình mình hưởng chung một cái phước Mà cái phước này đó là do mỗi người đều tạo nên vì mỗi người đều có cái công phu niệm phật và mỗi người đều có trách nhiệm trong cái môi trường của pháp hội tịnh thất quang âm thì mỗi người đều có cái trách nhiệm và có cái à, Dân thân hy sinh phụng hiến thì được hưởng cái cái lọc này mà cái lọc của tam bảo là cái lọc lớn nhất là cái lọc mình không phải à, mưu toan tìm kiếm khổ cực mà mình được hưởng Hòa thượng nói không có cái phước người nào mà lớn bằng cái người mà không làm gì hết mà người ta mang đến cúng. Tuy rằng họ không có nhà cao cửa, cửa lớn. Cái phước của cái người mà họ làm mà họ có để hưởng nó ít hơn cái người mà họ không làm mà họ có để hưởng. Ví dụ như là cái tiểu bang Washington Seattle đó có một cái ông Bill Gates công Gates này là ông giàu nhất nước mỹ và ông ở một cái đảo riêng không có ai xâm nhập vào được hết ông muốn đi qua ông có máy bay riêng ông bay qua và ông thuê những người công nhân mà để cho lâu nhà ông thì mỗi ngày đều lâu luôn mà cái cô Phật tử cô nói mỗi ngày lâu cái nhà của ổng thì cái số lượng công nhân mà ổng trả tiền để lâu cái nhà ổng. Vì cái nhà ổng quá lớn đi. Lâu chùi dọn dẹp kiến đồ bên trong đó, Thì mỗi ngày thì lâu như vậy thì ổng phải trả hết 500 triệu tức là 25 ngàn. 25 ngàn đô thì người ta có nhiều người người ta làm đôi khi gần cả năm. Mấy người mà bên này đôi khi làm không có dư đâu. Mà một ngày còn ổng là ổng phải trả công nhân như vậy là 25 ngàn là 500 triệu. Thì bây giờ cái tiền của ông nó quá nhiều Ông không biết làm gì Ông bày ra làm như vậy Cho nếu mà 25 ngàn Mà nếu ông biết phóng sanh in kinh Rồi ông gửi về nuôi mấy cụ ở thịnh thất Hoặc giả là ông làm những cái điều công đức phước báu á thì cái phước báo ổng càng nhiều hơn nữa Nhưng mà cái đời trước ổng biết bố thí Cũng dường làm cái gì đó mà ổng quá trời giàu Ổng giàu khủng khiếp không thể tưởng tượng được Nhưng mà ổng đang hưởng phước đời trước Đời này ổng không biết làm và ông này cũng có một cái hay đó là ổng làm mà làm cái phước của thế gian bằng cách là ổng để lại cho con ổng có 2%, 20%, còn 80% là ổng đi làm từ thiện hết. Cái đó là cái từ thiện của thế gian cho không biết tích lũy công đức. Thì như vậy ông này ổng cũng có một cái nhân duyên để mà ổng đi làm phước á. Mà phước của thế gian mà cũng không phải là đi vào trong cái Phật Pháp thì như vậy hôm nay mình thấy rằng là cái phước của ông bill gates giàu cho ông có như vậy nhưng mà ông vẫn phải hàng ngày ông làm còn cái phước của đại chúng mà hàng ngày không phải làm mà người ta cúng dường có ăn và mình có dành cái thời gian để mình tích lũy công đức thì người này mau thành tựu cái sự nghiệp của mình lẽ dĩ nhiên ở ngoài đời mình không thể nào không làm gì hết mà mình có ăn giấu cho mình giấu cho mình làm cái sự nghiệp của mình và cái sự nghiệp này khi mình làm đó thì nó thành tựu cái sự nghiệp của mình thì cũng rất là khổ và vất vả sự nghiệp giàu cho giàu có như ông Bill Gates cũng rất là khổ và vất vả vì sao vậy? Bởi vì ông này cũng phải ngày đêm động não đưa cái đồng tiền đã đi nơi nào nơi nào cho nó phù hợp. Còn mình hàng ngày không suy nghĩ như vậy, cho nên đây là cơ hội để mình tu rất là tốt. Nhưng có một số người thấy sao bên cạnh mình bây giờ không có cái gì hết. Bây giờ mình thấy trong phòng mình cũng không có cái gì hết. Trong người mình không có gì hết. Tiền bạc cũng không có, điện thoại cũng không, nhà cửa cũng không. Mình thấy trống trải quá rồi mình thấy phật tử đến họ đeo vàng dòng họ đi xe à, à, bốn bánh xe này xe nọ tự nhiên mình khởi móng lên mình kêu thôi bây giờ mình về để mà mình lập sự nghiệp cái sự nghiệp ngoài thế gian đó là một sự trói buộc và huệ lì rất là lớn bởi vì khi mình làm cái sự nghiệp này lên đó gần như là một cái tâm à, tham lam phân biệt chấp trước mưu mô tính toán lợi mình hại người thì khi khởi cái nhân này lên để làm sự nghiệp đó Thì cái quả mình phải hưởng rất là tàn khốc Tuy rằng cái, cái quả trước mắt là có tiền bạc của cải vật chất Tuy nhiên có một số người mu mô tính toán lọc lừa hơn thua Có được cái của cải vật chất Nhưng mà cái di hại của họ đó là họ từ nơi cái nhân tâm cái nhân tâm này không tốt. Không có ai vài cuộc sống mà làm có tiền có bạc mà mình chân thật mà có đâu. Mà vì sao cái nhân tâm không chân thật mà có của cải? Vì đó là cái của đời trước mình có tích lũy trong mạng mình có tài. Chứ cái nhân tâm trong đời này mà lừa lọc phân biệt chấp trước hơn thua tranh giành lợi mình hại người mà kêu có tiền thì Phật Bồ Tát bội phục lạy quý vị làm thầy quý vị ngay vì Phật Bồ Tát không làm được điều này mà vì sao họ lại có cái nhân tâm lọc lừa hơn thua tranh giành mà họ lại có đồng tiền họ cái nhân không tốt mà sao họ có cái đồng tiền này đó là trong mạng họ có tài họ hưởng cái phước của đời trước nhưng họ không thấu triệt hiểu được cái nhân quả là cái đời này họ làm là do họ làm bằng đồng tiền mồ hôi nước mắt và khả năng của họ tự tạo ra trong đời này điều này không đúng cái nhân tâm là xấu nếu không có cái nhân tâm xấu này trong thế gian không thể nào tìm ra tiền với điều kiện nhân tâm trong đời này họ thượng tịnh không nói đời này tôi tạo ra bằng một cái nhân tâm đó là tôi giảng kinh Và tôi phóng sanh Tôi in kinh từng đồng từng cắt Và khi gặp Ngài Trương Gia Thì hai thầy trò ngồi nhìn nhau rất là lâu Và Ngài Hội Thượng Thịnh Không nói Có con đường nào để đi vào đạo nhanh nhất không? Thì Ngài Trương Gia mới im lặng một chập 15 phút sau nói có Khi có rồi cũng đợi 15 phút sau mới nói hai chữ bố thí con làm gì có tiền con có mà con bố thí ông một đồng có không ông bố thí từ cái ít nhất đi thì trong mạng ông có tài thì hòa thượng tịnh không nói đời trước ngài không có biết bố thí tài cho nên đời này trong mạng ngài không có tài làm cái gì cũng không có tiền đến khi đi thọ giới tỳ kheo mà không có được cái tấm y để mà thọ giới cái đợt đầu bị hút qua bây giờ không có tiền để mua y đi thọ giới luôn đợt sau có một cái đạo tràng để giúp cho hòa thượng thì quý thầy quý chú coi lại cái phước của mình lớn không Vừa khởi niệm đi thời giới có xe con Chở đi y áo đầy đủ Ăn uống đầy đủ Thì bây giờ mình đang ở trong này Mình đang tích lũy một cái phước Đó là tịnh nghiệp tam phước Và mình có cái phước đời trước mình hưởng Đây là một cái cảnh giới Và đây là một cái cơ hội của mình Để thành tựu sự nghiệp vãng sanh lớn lắm Nếu mình đi ra khỏi cái môi trường này Để mình thành tựu sự nghiệp ngoài thế gian mà trong mạng mình không có tài thì mình khổ vô cùng miếng mít không có mà ăn và dẫu cho đời trước mình có trong mạng mình có tài đi đời trước trong mạng mình có tài đi nhưng mà đời này mình ra để mình làm thì nó có tiền vì đời trước mình có tích lũy tài trong mạng mình thì đời này mình làm bất cứ việc gì giàu cho gian ác đi nữa và khởi niệm lên muốn có tiền là nó sẽ đến vì đó là mình có tích lũy trong mạng mình rồi còn trong mạng mình không tích lũy mình vừa làm ác mà mình không có tiền thì biết nó khổ cơ mang nào không mà bây giờ mình cũng chưa biết trong mạng mình có tài hay không nữa bây giờ mình cũng không cần biết nữa mình chỉ có lo một mực mình tích lũy trong mạng mình có đức đi cũng như giác nhàn thực sự mình không phải quyết không phải mình kêu rằng là mình quý kính hòa thượng quá rồi mình nói sai sự thật mà đúng trong đời này giác nhàn cũng thiếu thốn lam lũ nhưng mà bước theo cái, cái 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 cái, hướng của hòa thượng tịnh không đó là mình tích lũy đức phóng sanh mười công đức phóng sanh mười công đức in kinh có ít in ít có nhiều in nhiều không có khỏi in không phan duyên rồi mình giảng à, pháp làm những cái băng đĩa lên tặng từ 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 như vậy mà 3 năm Từ 2007 đến 2010 là không đi đâu Ở một chỗ giảng cho mấy bà cụ Sáng nào cũng giảng Và tích lũy từng chút từng chút từng chút như vậy Nhất là làm những cái băng đĩa đó Có những cái băng hồi xưa nó không phải là cái thể nhớ như bây giờ Mua cái băng đã về Nó dập nó hư quay xong rồi Đổ vô lại quay một tiếng đồng hồ Phải đổ cái băng DV nhỏ nhỏ Bằng ba ngón tay đổ vô Mà khi đổ vô thì Phật tử cứ đến Một một mình chạy ra chạy vô đâu có phải yên tâm để mà dựng phim đâu. Mà vừa tiếp khách, vừa dựng phim, vừa phải lau chùi nhà cầu, vừa phải lo hết nuôi các cụ, lo toàn bộ mọi thứ hết. Nhờ tích lũy từng chút từng chút từng chút cái công đức như vậy mà bây giờ nó mới có được một cái sự nghiệp. Là một tháng đại chúng mình xài rất là nhiều tiền. Như vậy hôm nay không có cái sự tích lũy này á thì đại chúng để mà đi về đây để ngồi chung lại với nhau bao nhiêu con người này đưa ra một cái đường hướng tu tập gồm lại một số lượng người này liền thì hỏi làm sao mà làm được. Mà đây cũng nhờ bước theo cái lối của Hòa Thượng Tịnh Không chỉ năm ba bà cụ nó gom góp từng chút từng chút từng chút mãi hôm nay mới thành một cái đại gia đình này. Mà bây giờ để mà đi trên toàn thế giới cũng như nước Việt Nam mà tìm ra được cái số lượng mà đang ngồi tại tỉnh Thất Quang Âm mà gần 500 người này mình đi gom góp mình cho họ một người vài trăm triệu một hoặc một người vài tỷ đi mình kêu họ gom hết lại trong này á, thành một cái đạo tràng thứ hai tại tỉnh thất quan âm là không bao giờ làm được giàu cho mình giàu có người ta cúng tiền như ông bill gates á ổng giàu như vậy đó mà ổng gom được cái số người ổng đẻ bên đảo ổng là 500 người để hàng ngày tu như vậy là không được bởi vì sao vậy bởi vì người ta đâu có thích làm như vậy đâu mà được thấy không người ta phải thích làm mình mới có thể đủ nhân viên mình có thể mình làm được cho nên giác nhàn quý cái tài sản mà các thầy các chú mà ngồi tụ hợp 500 người này là một cái tài sản vô giá. Vì không thể nào mình đem cái số tiền lớn trong hư không này để mình có thể uh, mua chuột, mình dụ dỗ, mình năn nỉ, mình cho họ, mình khuyến khích họ mà có thể họ ngồi tại tỉnh thất họ tu. Trong khi đó bây giờ mình đưa ra một cái pháp môn của Phật, họ thấy phù hợp và họ tự nguyện họ về thì đây là mới bền bỉ. À, trước khi à, ngưng buổi giảng hôm nay có một cái mẫu chuyện rất là thực tế và mẫu chuyện này à, à, là mẫu chuyện có thực à, giác nhàn gặp một vị sư đệ là sư giác nhẫn giác nhàn là giác nhàn và lúc trước thì à, có đi xuất gia như sau giờ đợi lại xong rồi à, sau đó rồi đức xuất gia mà sau giác nhàn thì giàu cho lúc trước có đi xuất gia rồi nhưng mà về đời thì vô lại vẫn là sư đệ thì đằng lớn tuổi thì sư giác nhẫn này lúc trước tu hành rất là tinh tấn và sư này vẽ tranh phật rất là đẹp và điêu khắc bằng hồ cũng được vẽ tranh cũng được thì khi sư tu rất là tốt hồi sức tu bên khắc sĩ thì ông cha ông đi tập kết ở ngoài hà nội đó ở ngoài bắc á xong rồi ông về và ông bắt uh, sư giác nhẫn này phải về đời như mấy cái năm về trước năm tám mấy về đời để nuôi uh, uh, mẹ của sư tức là vợ của, của cái ông cụ này sư không chịu thì uh, ông cụ này mới nói nếu mà chùa nào chứa sư giác nhẫn này là con của uh, ông đó thì ông vô ông phá chùa ông kiện không giống chùa nào giáp hết thì cuối cùng cái là sư giác nhẫn vẫn không về đời thích tu quá cất một cái am là một cái cốc nhỏ đó cái này gọi là ép đi về đó mà ông rất thích ở trong chúng rời khỏi chúng ông khóc dữ lắm ông biết là sẽ không ổn thì ông cất một cái cốc ở nuôi mẹ mà cái cốc để nuôi mẹ này đó là ở ngoài cái chùa cho nên giác nhàn có một cái phước bóng nhân viên sao lạ có cái cốc nuôi mẹ nuôi cha mà mãi đến hôm nay nó gây dựng được một cái tình thất như vậy đây là một sự gia trì của phật và một cái nhân duyên của mình không hiểu sao mà mình nghĩ cái căn lành của mình chắc không bằng sư giác nhẫn bởi vậy sư giác nhẫn này ông có những cái phước lạ kỳ lắm nhiều người quý kính bỗng vẽ tranh phật đẹp vô cùng thì ông về như vậy ông ở trong một cái thất hai tầng cái tầng ở trên ông ở và ở dưới đó thì ông nấu ăn uống hai mẹ con ở với nhau thì không khiến sao không biết mẹ có khuyên ổng về đời không à rồi dài bữa nữa nếu mà ở như vậy mãi thì uh, cuộc sống của mình về già không có ở trong chùa mà không biết khi nào bà mất thì sáng sư cũng đi khất thực đi trồng trọt để ăn vậy đó không biết sao khiến cứ đòi đi về đời mà riêng mẹ thầy có đặc biệt là lúc nào bà cũng muốn thầy đi tu đừng về đời và bà thấy khi mà gặp hoạn nạn là bà lạy phật dữ lắm ở dưới dưới, dưới hương sen bà lạy phật dữ lắm Lạy phật hồi hướng cho thầy được yên ổn mà thì cái ơn của bà cụ lớn lắm thì à, mẹ của sư giác nhẫn này kêu sư về đời mà sư không chịu sư cứ cãi lại thì sau đó rồi có một cái cô cô đi ngang qua cô nhìn cô cười khi sư đang đứng ở trên lầu cô nhìn cô cười cô nói anh viên cái lúc đó là vẫn mặc đồ tu nhưng mà tên đời là tên viên cái anh Viên, anh nợ em 5 đồng á ngang Cái tôi làm gì nợ cô năm đồng Tôi đi tu từ trước giờ tôi có nợ ai đâu Cái bà nói vậy xong rồi thôi Xong rồi có nhiều lần cái bà cụ bị bệnh Xong rồi cô này không biết khiến sao có đến cô chăm sóc Cô lo lắng cho bà cụ bệnh hoạn Đồ này nọ, người nữ, người nữ dễ nhau Lo lắng, bà cụ này cũng lớn tuổi rồi Lo lắng gì đó xem Hai người thương yêu có tình cảm Cái cuối cùng cái gặp nhau Sư thực tế về đời với cô này và sanh ra đúng năm đứa con năm đồng đó là năm đứa con tự nhiên trong miệng bà phát ra anh viên nợ em năm đồng thì cái đứa con cuối cùng là bà sanh ra là bà chết luôn mỏ ra là bà chết vợ của à, sư dân nhận chết thì sư nói là nó khổ mà đến nỗi mà cái nhà đó làm cái kiểu gì cũng không có tiền ngộ vậy nghe trong mạng không có tài với hai là ở trong tâm bảo là hưởng phước tâm bảo xong rồi lúc đi về đó không biết làm sao mà mà mình không có cái tích phước để mà tích tài mình chỉ tích đức thôi đó thì đi về lại nó không có tiền hay sao không biết nữa không trong mạng không có tài làm cái gì nó cũng không sanh ra tiền hết sau đó rồi cái là có năm đứa con thì sư bắt đầu kể lại cái chuyện mà lúc trước nó khổ mà ban đêm ở dưới buôn hồ ở bên ban mê thuộc nó có cái quyện buôn hồ mà cái nhà nó rách nát mưa xa gió táp mà tối lấy cái áo mưa phải dăng trên cái giường để ngủ bởi vì trên cái giường đó mưa nó lọt xuống thì ướt ban đêm ngủ không được cho nên là ngoài đời người ta là nhất thời vợ dạy trong nhà nhì thời nhà dột thì thứ ba nợ đời vợ dạy trong nhà họ đi lấy tiền quýnh bài cho người ta rồi không có coi con coi cái kình cãi với nhau là vợ dạy trong nhà là khổ nhất cái khỏi thứ hai là nhì thời nhà giọt tức là mưa mà nó giọt xuống ban đêm ngủ không được thì hai người mới uh, lấy cái 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 áo mưa đó giăng ở, uh, um, ở trên cái giăng ở trên cái giường của mình để cho nước mưa nó không có ướt để nằm ngủ thì khi giăng trên cái giường thì nước mưa nó xuống nhiều quá thì nó động <laughs> nó động ở trên cái áo mưa đó. thì nó động nặng quá thì nó nó bung cái áo mưa ra đã xà xuống còn giữ nữa nếu mà để nó giọt giọt xuống đắp mền thì nó thấm vô mền thì nó còn đỡ nhưng mà nó xuống nó động vô mà động ông kể là nó động ngay chỗ trước mặt á xong rồi nó động lại ngủ đâu có biết đâu thì nó động lại một đống ngay chỗ ngay trước mặt cái nó bể ra nó xà nước vô mặt thôi hết ngủ luôn <laughs> rồi rồi dép thì không có mang lấy cái bánh xe honda người ta đi ngoài đường người ta vứt bên đó đó xong rồi cắt cái bánh xe ra cái làm đôi dép để đi không biết quý thầy quý chú có khi nào mà gặp cái cảnh này chưa đôi dép không có để đi á, mà lấy cái bánh xe honda đó rồi mình cắt hai bên cái viền cái viền đó rồi xỏ sợi dây ra đi <laughs> nghĩ lại cái cảnh bây giờ mấy chú cũng sướng ha dép hết đôi này đến đôi nọ có chú ba bốn đôi rồi nằm thì có quạt máy rồi ở trên có tôn che rồi giường hộp cất đồ có nhiều chú cũng trong phòng nhìn ngon lắm nha Vô thấy hình của thầy Rồi có máy móc đồ sắp xếp Cái phòng đẹp lắm thì ông kêu sao mà mấy người này có phước dữ vậy nè Nó khổ mà Nó khổ không biết cơ mang nào mà kể mà Cái cuối cùng sau đó rồi Cô này chết cái ông đi tu lại Mà đi tu lại ổng bị tai biến Bây giờ ổng suy nghĩ nhiều quá Ông tai biến nặng lắm Cuối cùng sau đó rồi Ông đi tu cũng thọ tỳ kheo Ông đi về ở dưới chùa Ở dưới Vũng Bắc Ở dưới Bình Định đó thì Ông trụ trì đã xong rồi mắt mất thì ông ra đi thì cuối cùng ông cũng trở lại cuộc đời tu mà ông kêu khổ như vậy cũng mười mấy năm mười mấy năm mà ông kêu nó khổ mà nó kéo dài thế vì tu mười mấy năm thấy nó nhanh ghê nghe thế vì nó sung sướng trong cái cảnh tu á cho nên thấy nhanh mà ông kêu mười mấy năm mà một năm ông kêu nhiều lúc đến tết mà mấy đứa con đó, nó kêu ba ơi con thèm thịt quá ông kêu bây giờ thịt đâu có thịt của ba với giờ ba có tiền đâu mua ba có thịt của ba thôi chứ thịt bên ngoài làm gì có con có nói là con mà nó nó, nó đòi thịt mà không có ăn á Có nói là phải nói là ông kêu nó khổ Mà ba ngày Tết mà giống như là cái ngày mà nó khổ hơn ngày thường Bởi vì thấy người ta mặc áo mới, con cái có áo mới đi bên ngoài Người ta cúng đồ đi ngang qua ông kêu mà này. Khi mà người ta cúng mà cúng cầu hồn mà. mà ông đi ngang qua mà ông nhìn vô cái bàn cúng cầu hồn á mà. mà ông thèm chảy nước giải không đó là thèm chảy nước giải Thay vì cái đồ cúng đó bây giờ cho mình ăn Gia đình mình dọn một cái Nó nó thua cô hồn mà Nó mình là con người mà thua cô hồn Thì nó không có còn gì chỗ nào nói hết cái Người giàu có nhà cửa người ta sơn phết Mà cứ đi ngang qua thấy nhà cửa sơn phết Là nhìn cái nhà gián của mình với cái nhà Mà nó mưa giọt bằng tranh là thôi như là Tết là là đo lo đi Để mà mua đi tìm tranh Để mà lợp lên để cho nó khỏi mưa giọt Để tối ngủ ba ngày Tết cho ngon á chứ không có vụ mà, mà 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 cũng giỏi làm đủ thứ mà không có tiền không nói đến nỗi mà cái bàn thờ người ta cúng cái cái bàn người ta cúng mà đến nỗi mà mình nghèo đâu có ai chơi đâu có ai mời đến đâu mà càng nghèo càng mặc cảm đi ngang qua thấy người ta cúng rồi người ta để bên ngoài đó khói nhang nó bốc lên cô hồn nó còn được cho ăn chứ còn mình đâu dám vô ăn đâu vô cái nó quýnh phù mỏ bởi vì gì? cái người sống người ta đâu có cho mình ăn đâu người ta cúng cô hồn mà ta nói là nó nó khổ mà ông khổ mà thua cô hồn vất vơ vất vưởng rồi đó cái cảnh đó phải nói là ông mong từng ngày từng giờ để cho ông vô tu ông gửi đứa con đi tu mà gửi đứa con trai đi tu rồi gửi đứa con gái đi tu rồi đến nỗi mà mẹ có cái cái đứa con út đó, đó vừa mất bà mất rồi phải gửi cho cái bà bà khác cho cái người khác mà cho người khác mà đứt ruột đứt gan chứ phải giỡn đâu cho cái người khác để người ta nuôi cho ổng kêu đâu có sữa để cho nó bú mà ổng cứ lên ổng thăm nó mà không có tiền đi thăm trời ơi cái cảnh mà bây giờ mình kể lại là tôi nói ông kể mà ông kêu là mình còn sống mà cái phước gì đâu nó kém còn hơn cô hồn nữa người ta cúng cho cô hồn mà bây giờ mình muốn ăn con gà con vịt mà không có tiền mua mà cô hồn được ăn mà bây giờ cô hồn nó ăn cái hơi thôi mong cho ổng mang tới nhà mình ông cho mình con cho cha mấy đứa con nó ăn miếng ba ngày tết mà không có để mà ăn. Dễ sợ Cái cảnh này của ngoài đời nó nhiều lắm Mà khi khổ vậy là vợ chồng cứ lục đục Lục đục khủng khiếp lục đục Quý vị thấy không Thì hôm nay mình thấy cái hạnh phúc Ngồi một băm ăn đều hết Ai cũng có món ăn giống nhau Cơm ăn đầy đủ một ngày ba bữa lại hòa đồng quân không phải thiếu thốn. Ông kia có mấy đứa nhỏ đó khi mà nấu một buổi cơm trắng ra mà cái chỗ nào mà ghé vô mì á thì nó không ăn nó để lại cho cho hai vợ chồng ăn. Còn cái cơm trắng đó, nó vét sạch hết, nó hỏi ổ ba hết rồi hả? Mà nổi nó cái nồi mà nó thèm rồi nó ham nó ăn phải biết luôn nó ăn tàn sát luôn, không có đủ cơm mà ăn. Còn bây giờ mình cơm trắng canh nóng đầy đủ hết, sung sướng không? Rồi nhà thì ngủ ngon, dưới nền thì có nền gạch bông sạch sẽ. Không kêu cái nhà mà cái nhà đất mà mưa nó nó nó, nó động ở dưới đó, nước nó sình nó động ở dưới đó đó. Dễ sợ. Lấy ra lấy đất ở bên ngoài lấp vô. Nó nói nó khổ tàn sát như vậy đó là do trong mạng không có tài lo do nợ tam bảo mà không biết trả ơn tam bảo mà ông này nợ đây là nợ gần như là người cha bắt buộc mình về chứ không phải ông tự ý về đó thành ra hôm nay thầy kể những cái mẫu chuyện này để cho mọi người thấy rằng mình đang hạnh phúc tận dụng từng giây từng phút này để mình tu tập chứ còn không thì cái cảnh nó sẽ làm cho mình không có thể nào mà mình nghĩ rằng ở ngoài đời mà dễ kiếm sống thấy người ta đi Mercedes rồi vợ con người ta sung túc dắt đến chùa đó là cái hình thức bên ngoài bên trong nó bi đát lắm giàu cho giàu có mà cũng vắt đầu vắt ốc ăn không ngon ngủ không yên giống phải đơn giản đâu thế nó không có hạnh phúc nào lớn lao bằng sự bình an tĩnh lặng của tâm hồn an vui nhất ha thì thôi hôm nay thời gian cũng hết um... Rất Nhàn xin ngưng tại đây và sáng ngày mai bên đó từ 8 giờ đến 10 giờ thì quý vị sẽ nghe một buổi giảng trực tiếp 2 tiếng đồng hồ ha. Và tối ngày mai chúng ta ngưng một buổi. Vì tối ngày mai tức là sáng ngày mai bên đây để bay qua bên Montreal, Canada. và A Phật. Giờ đây mời quý vị chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp ma tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về thành đạo. Chúc mừng quý vị đã nghe xong buổi giảng này. Công đức người giảng Pháp và người nghe Pháp vô lượng vô biên Kính mong quý vị kết chặt Pháp duyên này Và giới thiệu bạn đồng tu cùng xem Để Bồ Đề Tâm được tăng trưởng Một đời vãng sanh về Tây Phương cực lạ Quý vị nên giới thiệu cho bạn đồng tu của mình Vào trang web vô lượng thọ com để xem Để cùng cộng tu, nghe Pháp và hộ niệm Công đức của quý vị vô lượng vô biên Mời thông tin góp ý ở Việt Nam xin liên hệ số điện thoại 0121 714 9423 gặp chú nhận tứ Địa chỉ email nhận tướng ttqa a gmail.com Ở Mỹ xin liên hệ số điện thoại 001 408 590 5889 gặp chú nhận minh Địa chỉ email vô lượng thọ usa a.gmail.com Hoặc email những minh 2015 a.yahoo.com